vui được gặp lại quý vị trong chương trình Let's Cafe, chương trình kể chuyện thời sự được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Let's Việt VTC9. Và trong 90 phút của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị những thông tin mới vừa cập nhật và những thông tin tổng hợp đáng chú ý trong tuần. Thưa quý vị, hòa trong không khí ngày vui của Tết Trung Thu đang diễn ra trên khắp cả nước. Và tối hôm qua, nhiều hoạt động vui chơi giải trí dành cho trẻ em thiếu nhi đã được tổ chức. Bên cạnh những trò chơi truyền thống, các em còn được tham gia rước đèn và nhận những món quà tặng yêu thương từ chị Hằng chú Cuội, hai nhân vật gắn liền với ngày Tết đặc biệt này. Tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống, Trung Thu năm 2012 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã thu hút rất nhiều người tham dự, đặc biệt là các em nhỏ. Với chủ đề vui cùng đồ chơi dân gian, khách tham quan được hòa mình vào những đồ chơi và trò chơi truyền thống của Việt Nam. Điều khiến các em thiếu nhi ấn tượng là được tự tay làm đèn ông sao, nặng tò he, làm bánh trung thu. Đây là dịp để giúp cho các em thiếu nhi hiểu biết thêm về những đồ chơi truyền thống, qua đó khích lệ bảo tồn và phát huy nghề thủ công làm đồ chơi dân gian. Bên cạnh đó, khách tham quan được tận mắt chứng kiến những nét văn hóa đặc trưng nhất của phố cổ Hội An giữa lòng Hà Nội. Cùng với đó, hàng chục món ăn nổi tiếng của vùng đất Hội An cũng được giới thiệu tại lễ hội. Đây cũng là cách bảo tồn văn hóa một cách hiệu quả. Tại thành phố Hồ Chí Minh, song song với các hoạt động tại nhà thiếu nhi thành phố, năm nay, nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu nhi nước ngoài được đón Tết Trung Thu, Ban Quản trị Khu Dân cư Sài Gòn Pearl, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức một chương trình vui Trung Thu với chủ đề Đêm hội trăng rằm. Đây là lần đầu tiên đêm hội được tổ chức, thu hút hơn 400 em thiếu nhi đến từ 30 quốc gia tham dự. Đêm hội nhằm giúp các em hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu của Việt Nam. Đến với đêm hội trăng rằm, các bé đã có một đêm giao lưu vui vẻ, được tham gia trò chơi cùng với chị Hằng và chú Cuội. Không chỉ tham gia trò chơi, các bé còn được nhận các phần quà là lồng đèn và bánh trung thu, cùng tham gia lễ hội rước đèn.